đứng đó thôi tôi mới thấy chứ không tờ treo lên miệng sao tôi thấy được. Dạ đừng có nói dở này nha. Con muốn làm sao? À con muốn trèo lên hả? Muốn trèo lên hả? Trèo lên không? Mình muốn trèo lên nha. Không được đâu, ngồi thôi. Trái đứng qua đây được không? Không. Sao vậy? Đó ngồi đi. Không, không cho đứng hả? Xuống ra. Không. Em dịnh á. Dịnh vô ok. À, cho nó đi trước mình đi thôi à. Nghiệp lắm chờ đúng chờ nó hả, còn 5-10 phút nữa anh làm gì là hơn cái tập cho nó trẻ nữa. Thì có sự chờ đợi, có sự bình tĩnh. Nhìn tay cười. Làm quen.